Cột Pogba bà mất World Cup. Cột Pogba bà sẽ nghỉ thi đấu dài hạn sau khi Juventus xác nhận rằng tiền vệ này phải phẫu thuật đầu gối và chỉ có thể trở lại vào đầu năm sau. Điều đó coi như cũng khiến Pogba bà tan giấc mộng World Cup. Pogba bà đã trở lại Juventus vào mùa hè vừa qua sau khi rời Manchester United, khép lại cuộc tái hôn không như ý. Sự xuất hiện của anh khiến Juve rất tự tin vào hàng tiền vệ của mình. Đó là lý do họ để Dennis Zakaria và Arthur Melo sang nước Anh. Chưa kể Adrian Rabiot cũng từng ở rất gần MU. Thế nhưng phút chót, thương vụ đổ bể. Có lẽ Juve đang cảm thấy hú hồn về thương vụ bán hụt Rabiot. Bởi cầu thủ được họ rất kỳ vọng là Pogba sẽ nghỉ thi đấu tới đầu năm sau. Anh dính chấn thương sụn chêm trong giai đoạn tiền mùa giải nên cần phẫu thuật. Huấn luyện viên Max Allegri cũng khẳng định rằng Pogba sẽ không thể ra sân cho đội bóng đến tháng 1 năm 2023. Sáng nay, Pogba đã trở lại tập luyện. Nhưng sau đó, anh ấy không thể nuốt khối lượng bài tập. Đội ngũ y tế quyết định rằng anh ấy sẽ phải phẫu thuật. Thực tế là chúng tôi chỉ có thể đưa anh ấy trở lại vào tháng 1. Thông tin trên đồng nghĩa anh sẽ mất cơ hội ra sân cho tuyển Pháp ở World Cup 2022. Giải đấu diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12. Lúc này, chưa có xác nhận từ Pogba cũng như đội tuyển Pháp. Nhưng khả năng tiền vệ 29 tuổi ngồi nhà là rất lớn. Thực ra, Pogba đã phải chịu đựng khá nhiều chấn thương bắp chân và gân khoeo ở mùa giải trước, khiến anh không thể đóng góp nhiều cho Man United. Do vậy, việc anh tái phát khi khoác áo Juventus chỉ là giọt nước tràn ly. Đây đang là quá ngày buồn của Pogba. Tuần trước, anh dính phải những tranh cãi với chính người anh Matthias của mình trong một vụ việc mà Pogba khẳng định anh đã bị tống tiền 13 triệu euro. Bây giờ là chấn thương khiến anh mất cơ hội bảo vệ chức vô địch thế giới cùng đội tuyển Pháp.